Chúng ta có thể thấy một cơn mưa ở phía trước mũi tàu bên mạn trái đang mưa. Và mấy ông boong vừa mới gõ rỉ ở cẩu số 3, tôi lúc sớm tôi còn nhìn thấy giờ đã nghỉ để tránh mưa rồi, nhanh thế. Mặt biển thì phẳng lặng. Gió thì vẫn rít, mát lắm, chạy tàu tàu chạy biển công nhận mát thật. Nhưng mà gió nó rít vậy thì cái camera của tôi nó cái điện thoại của tôi nó quay lại nó toàn bị rè 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 thôi. Không biết tí nữa xem lại nó có bị rè không. Thôi tôi đứng ở chỗ khuất khuất gió tí cho nó đỡ rè. Chạy biển thì tàu chạy biển thì thi thoảng mới gặp cơn mưa, mưa ở trên biển ít đấy, ít ít dính vào tàu lắm. Mà chạy biển thì cho nó đỡ phải đóng cửa sổ thôi, chứ cửa sổ đang mở quên không đóng lại, đi ra ngoài đang làm mà nhớ ra chạy về đóng cửa sổ thì nhọc lắm. Đó, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay mùng 4 tháng 10 tháng 1 năm 2018.